Mới sáng ra là đã thấy quà rồi. Cứ mỗi giáo viên mới đầu năm học thì là sẽ đưa cho 150 đô để mua đồ phục vụ cho lớp của mình. Thế thì thường đoán đây là cái Encrochat paper poster, thì có sticky bag là có thể dính được ở đằng sau. Còn đây là cái hộp đồ từ Office Depot, xem cái gì nha. Đây là flip chart marker, mình rất là hay dùng cái này để viết là những cái poster ấy, viết vẽ. Rồi cái post-it note là có dòng kẻ như thế này, thì dụ như là đọc sách hay là note cái gì đấy thì có dòng kẻ rất là tiện, chứ cái loại bình thường thì là chỉ không có dòng kẻ, tức là trơn không. Đây thì để chèn cho nó chặt không bị sập sạch. Cái này thì là dập ghim, mình rất là hay dùng đến bởi vì mình là make copies nhiều. Đến cái hole punch, tức là cái dập lỗ. Ví dụ một tờ giấy thì là một tập thì dập ghim lại để cho vào binder cho nó tiện. Thì nó thường sẽ cho mọi người xem rất là tác dụng như thế nào. Cái này thì là pencil pouch, tức là đủ được bút chì rồi văn phòng phẩm rồi bút màu kéo thì cho học sinh, thì mình mua đủ từng ví dụ như học sinh là 26 25 bạn chẳng hạn thì là mua đủ từng đấy cái. Chỗ này thì còn mấy cái, chắc là trong cái hộp này thì là phần còn lại thì là khoảng 20 cái, thì mình thử mở ra xem nhỉ. Đây đúng rồi, 20 cái các bạn trong cái hộp này. Đây là hộp đựng văn phòng phẩm. Thì một cái túi này thì nó đựng được rất là nhiều. Và mọi người để ý là có cái ba cái lỗ ở đây để có thể cho vào bay được, các bạn rất là tiện. Thì mình cho thử cho mọi người xem nha. Đây, ví dụ là một cái binder như thế này thì có cái hole punch thì là sẽ làm cho giấy nó có ba cái lỗ để được vào cái binder cho nó tiện này. Rồi cái divider này tôi rất là thích tại vì có thể có chỗ để thêm được những cái đồ nữa. Rồi cái pencil pouch thì đó, nếu mà muốn thì để đó thì để cái vào đây, cũng có lỗ để luôn vào cái binder này. Thì ví dụ các bạn đi học thì các bạn chỉ cần cầm một cái binder này thôi. Nghĩa là những bạn học cấp 3 hay là đại học đó thì là sẽ tiện cho các bạn ý rất là nhiều. Đó. Rồi tiếp theo là tiếp tục với cái đồ văn phòng phẩm mà mình order xong mình chưa mua cho ấy. Thì đây là cái cắt giấy. Cái đồ để cắt giấy, tại vì có rất là nhiều những cái tờ giấy in ra cho các bạn để làm project hay làm bài tập ý. Cái cắt như này thì nhanh mà chính xác mà thẳng, cái cắt kéo thì nhiều khi là khó với cả lâu ấy. Thế thì đây là cái đồ cắt giấy, paper cutter, thì rất là dễ sử dụng. Và nó có cái những cái đường gốc như thế này ấy, để cho nó lúc mà mình căng thì nó thẳng. Rồi đây vừa mới bỏ ra đập hộp ra, từ trong nôi trong hộp ra thì cái này nó rất là nhẹ. Có rất là nhiều loại, thì có những cái loại nó nặng ghê lắm ấy. Nhưng mà cái loại này mình chắc là nó có nhựa ấy, thì như là khá là nhẹ. Mình thích thì mình sẽ mở ra và lắp vào cho mọi người xem nha. Rồi đây, mình đã lắp lên rồi đây. Cái này, ở bên hông này là nó có một cái latch và lock. Tức là nếu mà không dùng ấy thì là sẽ kéo cái này lên để giữ cái lưỡi dao xuống. Đó, đó, thế thì
là làm cho cái lưỡi dao nó không có phập, tại vì nó rất là sắc. Thì nếu mà dùng ý thì là mở cái latch này ra, là dùng để cắt thôi. Thế nên cái này lưỡi dao nó rất là sắc. Thế xong rồi mình sẽ để giấy vào, xong rồi mình cắt.